Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có thông tin đáng chú ý sau đây. Bầu Đức lên tiếng trước đề xuất trao luôn chiếc vô địch cho Hoàng Anh Gia Lai. Thưa quý vị, Chủ tịch đoàn Nguyên Đức đã chính thức có những chia sẻ về ý tưởng trao lại chiếc vô địch cho Hoàng Anh Gia Lai trong bối cảnh V League 2021 chưa rõ ngày quay trở lại mới đây chủ tịch câu lạc bộ hải phòng ông văn trần hoàn đưa ra đề xuất táo bạo nên tổ chức trận đấu knock ao giữa hoàng anh gia lai và việt theo để tranh chức vô địch phân chia a đá afc champions league afc cup thậm chí theo ông hoàn pháo nếu trong hoàn cảnh khó khăn quá thì nên trao thẳng danh hiệu vô địch cho hoàng anh gia lai trước thông tin trên trao đổi với vn express bầu đức cho biết hoàng anh gia lai không quan tâm đến quyền lợi riêng câu chuyện mà chúng tôi muốn nói ở đây là lợi ích chung cho cả nền bóng đá vì thế tôi không bàn đến ý tưởng của chủ tịch hải phòng Quan điểm của tôi ủng hộ các quyết định của VFF, nhưng tất nhiên họ phải tính toán cho thấu tình đạt lý, cần nhớ rằng xây dựng đội tuyển quốc gia là phải dựa trên nền tảng câu lạc bộ. Nếu không lấy đâu ra con người cho đội tuyển, do đó chúng ta phải đưa giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn. Hoàng Anh Gia Lai duy trì tập luyện trong quãng thời gian V-League tạm nghỉ, Hoàng Anh Gia Lai đứng đầu bảng xếp hạng V-League 2021 với 29 điểm sau 12 vòng đấu. Trong khi đó Viettel đứng ngay sau với 26 điểm có được. Hiện VFF đã gửi văn bản xin ý kiến các câu lạc bộ tham dự mùa giải V-League năm nay. Sau khi tập hợp ý kiến, VFF sẽ tiến hành họp và đưa ra quyết định nên đưa V-League trở lại vào thời điểm nào và thi đấu theo thể thức ra sao. Trước đó trao đổi với truyền thông, Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú cũng cho biết rằng sẽ không hủy V-League do hậu quả tác động lớn đến nền bóng đá trong nước. Tin tiếp theo, cầu thủ Hàn Quốc, tôi mới biết Hoàng Anh Gia Lai rất nổi tiếng ở Việt Nam. Thưa quý vị, Trung vệ Kim Đông Su đã có những chia sẻ cá nhân sau quãng thời gian khoác áo Hoàng Anh Gia Lai, trong đó có việc anh và Xuân Trường xảy ra va chạm. Cầu thủ người Hàn Quốc Kim Đông Su gia nhập Hoàng Anh Gia Lai từ mùa giải V-League 2021. Mới đây, trả lời phỏng vấn trên tờ Ocean, trung vệ sinh năm 95 cho biết, một trong những lý do anh đến đội bóng phố núi là vì Việt Nam ngày càng được biết đến nhiều hơn ở Hàn Quốc sau thành công của huấn luyện viên Park Hang-seo. Khi được hỏi về vụ va chạm giữa anh và Xuân Trường sau trận đấu gặp Hà Tĩnh ở vòng 4 V-League 2021, Kim Dong Su chia sẻ: "Trên thực tế tôi nghĩ điều đó có thể xảy ra ở bóng đá chuyên nghiệp, nhưng nó bất ngờ trở thành chủ đề nóng ở Việt Nam khi xuất hiện trên truyền hình. Tôi rất buồn và tức giận vì không thể có chiến thắng. Tôi nghĩ Hoàng Anh Gia Lai hài lòng với trận hòa, vì vậy tôi nói với Xuân Trường, tại sao cậu ấy hài lòng với kết quả này? Sau này nhìn lại trên truyền hình, tôi thấy mọi việc không hoàn toàn phải như vậy." Nhưng lúc ấy tôi lại không thể đưa ra quyết định một cách lý trí. Cả tôi và Xuân Trường đều phải tham dự một cuộc họp báo. Qua sự việc ấy, tôi mới biết Hoàng Anh Gia Lai là câu lạc bộ rất nổi tiếng ở Việt Nam. Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng nước ngoài cuối cùng mà tôi thi đấu trước khi quay lại Hàn Quốc. Vì vậy tôi muốn cùng cả đội có chiến thắng ở những trận đấu tiếp theo. Hiện tại Kim Đông Su và đồng đội tích cực tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Hàm Rồng. Thầy trò Kia Tisak duy trì luyện tập trong bối cảnh V-League chưa rõ ngày quay trở lại. Hoàng Anh Gia Lai hiện đứng đầu bảng xếp hạng V-League 2021 với 29 điểm sau 12 vòng đấu. Bầu Đức bất ngờ chi món tiền to cải thiện điểm yếu chết người của dàn sao Hoàng Anh Gia Lai. Thưa quý vị, huấn luyện viên Keatrik và học trò vừa nhận sự hỗ trợ lớn từ Bầu Đức. quả đó giúp việc tập luyện được hiệu quả hơn. Cụ thể Hoàng Anh Gia Lai vừa tiến hành đầu tư nâng cấp phòng gym ở đại bản doanh của câu lạc bộ. Theo nguồn tin chúng tôi có được, số tiền mà đội bóng của Bầu Đức chi ra lên tới gần 2 tỷ. Khoản tiền này được dùng để sửa chữa phòng gym, đồng thời đưa về nhiều thiết bị mới để hỗ trợ việc luyện tập cho các cầu thủ. Sau quãng thời gian nghỉ xa hơi, Công Phượng và các tuyển thủ Hoàng Anh Gia Lai cũng trở lại tập luyện. Những ngày qua, Kiaty sắc nhiều lần chia sẻ hình ảnh buổi tập của học trò trong phòng gym. Cùng với đó, huấn luyện viên người Thái Lan tổ chức các buổi rèn luyện thể lực đặc biệt, như việc đưa các cầu thủ lên núi để thực hiện các bài chạy bền kiểm tra thể lực. Giống như một số đội bóng khác, Hoàng Anh Gia Lai hiện duy trì việc luyện tập trong thời gian chờ ban tổ chức có quyết định chính thức về V-League 2021. Theo nội dung văn bản, VPF cho biết đã xin ý kiến từ các thành viên hội đồng quản trị về phương án này vào ngày 17 tháng 7, nhận được sự thống nhất cao. Về phía các câu lạc bộ, VPF đưa ra hạn chót 12 giờ ngày 23 tháng 7. Sau thời gian này nếu không nhận được phản hồi, VPF mặc định ý kiến của các câu lạc bộ là đồng thuận với phương án mà cơ quan điều hành giải xây dựng. Trong văn bản được gửi đi, VPF trình bày rõ khó khăn trong việc sắp xếp lịch thi đấu từ 23 tháng 8 đến ngày 1 tháng 2 năm tới do sắp xếp kế hoạch thi đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và AF Cup 2020. Tên tiếp theo, ưu tiên đội tuyển hay V-League Thưa quý vị, dự kiến trong tuần này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ lắng nghe phản ứng từ các câu lạc bộ tham dự V-League 2021, trước khi cùng công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF cân nhắc lại kế hoạch hoãn V-League đến tháng 2 năm 2022. Trong đó, việc ưu tiên cho tuyển quốc gia dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cần được tính toán lại. Theo phân tích của Tổng giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc, khi áp dụng cơ chế đặc biệt cho tuyển Việt Nam tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á bắt đầu từ khoảng giữa tháng 8 khi thầy trò ông Park Hang Seo hội quân, tất cả khép kín toàn bộ. Lúc đó các cầu thủ lên tuyển sẽ chỉ ở hẳn trong khu cách ly hoàn toàn với bên ngoài. Thầy trò ông Park Hang Seo sẽ ăn tập bay đi nước ngoài thi đấu, trở về nước tiếp đón đội khách ở sân Mỹ Đình, sau đó tiếp tục ăn tập theo một quy trình vòng tròn khép kín như vậy cho đến hết tháng 12. Như vậy nếu V-League thi đấu, một số câu lạc bộ như Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai, Việt Theo, Sông Lam Nghệ An, BKMX Bình Dương sẽ mất các trụ cột chính vì họ lên tuyển. Như vậy để đảm bảo rằng các câu lạc bộ luôn có quân số đầy đủ nhất, VPF hoãn V-League 2021 đến tháng 2 năm 2022 mới tổ chức. Các cứ khái niệm tất cả vì tuyển Việt Nam, VPF cho rằng các đội cần thông cảm. VPF tin rằng các câu lạc bộ tạm thời giải tán cho cầu thủ về quê nghỉ ngơi, hoặc nếu có tiềm lực tài chính thì ở lại tập luyện tập trung giống như hình thức đang được câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai áp dụng. Vấn đề là các đội bóng không nghĩ như vậy, khi gánh nặng tài chính kéo dài 6 đến 7 tháng khiến nguy cơ vỡ gói ngân sách một mùa mà họ nhận được từ các nhà tài trợ hoặc từ tỉnh. Ông Gene Kamensek, cựu giám đốc kỹ thuật câu lạc bộ Topalan Bình Định, một nhà môi giới người Slovenia đang sở hữu nhiều cầu thủ ngoại chơi bóng tại V-League, cho rằng khó hiểu nếu VPF, VFF không tạo được lợi ích cân bằng cho tuyển quốc gia và giải vô địch. Nếu không muốn hủy giải, hãy thi đấu trở lại từ tháng 9, tháng 10, tháng 11, trong khi tuyển quốc gia vẫn đang tập trung. Các câu lạc bộ có tới gần 30 cầu thủ, trong khi chỉ 5-6 người tập trung đội tuyển. Sẽ không có cân bằng cho tất cả các bên, nhưng đó là giải pháp hợp lý nhất hiện tại, giúp hàng trăm cầu thủ có cơ hội thi đấu. Ngoài ra, việc tập trung đội tuyển chỉ cần 3 đến 5 ngày là đủ, việc gì phải tập trung lâu như vậy trong tháng 8, tháng 9, tháng 10, khi các cầu thủ đều đã quen bài vở. Ông Jenei Kamensek phân tích. Những phân tích của ông được nhiều cầu thủ chia sẻ và tán thành trong những ngày qua. Đội tuyển quốc gia sẽ ngừng thi đấu sau vòng loại World Cup ư? Không, các nền bóng đá vận hành là phải sản sinh, đào tạo thêm nhiều quang hải, nhiều công phượng, nhiều văn thanh trong tương lai. Dĩ nhiên, không phải bằng cách dừng giải vô địch quốc gia tới 8 tháng trở như vậy. Chưa kể, ngay năm sau thôi sẽ không có những ngoại binh chất lượng muốn tới V-League nữa. Không một ai muốn tới một giải đấu mà người ta không quan tâm tới tương lai các cầu thủ. Ông Kamensek kết luận. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh bóng đá 365. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh bóng đá 365 nhé.